ổi ngon lắm. Là đây ăn hoa quả. Mà anh em cho thêm cái miếng ổi nó đỏ đỏ này. Quả bé tí mà trong đỏ này. Đây này. Ngon thơm lắm. Cái ổi này này. Vặt luôn ăn đấy. Đấy vừa mới em. Ôi. Mà cháu vừa mới em ngó vườn tí không rồi. Vặt ổi ăn luôn. Ổi nhà. Cây này là bao nhiêu tiền đấy bà? Ổi nào đấy? 10 triệu. 10 triệu. Gốc mẹ đẹp. Đấy. Cũng cao tầm hơn 2 mét từ mặt chậu lên. Tay cành đẹp. Rất nhiều quả. Ăn quả thấy ngon quá phải cay luôn, quay luôn. Vừa nãy quay có mỗi tí đằng kia. Vào vườn này nhiều như lạc vào rừng cây cảnh ấy. Quay cả ngày không hết được. Đấy là quay loáng thoáng chứ quay kỹ thì. Đây quả này. Ăn thoải mái. Ổi ổi đào, ổi long đào ấy. Ổi quê rất quý đấy, ổi này. Nó thơm mà lòng nó đào đẹp. Chứ ổi lòng đào bây giờ cái ổi nữ hoàng cái gì bây giờ nó to tướng là bổi lại không chuẩn. Đấy. Các bác nhá. Anh em nào mua ủng hộ bà. Tôi cũng làm cái phim giúp bà tí. Đấy, đây. Hai cái ổi. Còn xung quanh này là một rừng. Xong rồi phần sau các bác xem cái video. Quá có nhà bạn ăn xem. À, đấy là hán thì bạt ngàn. Thích hợp bác nào mà làm công trình làm dự án mua cả mớ rất là rẻ. 400 cây là hán, thỏa sức mua. Đấy, nhưng ông nào đang làm công trình hoặc làm biệt thự làm rừng tùng đồi điếc cá kiếc ra đây là nhặt là hợp lý. Các bác nhá. Rồi, quay những cây mới của bà Vững nè. Ra quay ủng hộ các bà cho thị trường nó sôi động. Sắp Tết rồi lấy được hàng gì nó hay hay cho bà. Đẹp lắm chứ. Đấy, Linh Sam à? Sam y chang một đôi. Đẹp. Ở đâu? Ngoài kia này, một cây nữa. À, ngoài kia một cây. Y chang hai đôi song siêu liền luôn. Ừ. Cái này thì bao nhiêu tiền một cây ạ? Cây 4 triệu. 4 triệu một cây. Gốc già mua một đôi thì có rẻ hơn không hay là cũng thế? Một đôi cây còn kia đẹp hơn cũng ra 8 triệu. 8 triệu một đôi đúng không? 4 triệu một cây. 4 triệu một cây. Linh Sam hoa tím. Ba đọc cái số của ba đi. 0947 0947 181 703 703. Bà đọc bao nhiêu lần mà người ta vẫn cứ hỏi người ta mới. Lại có những người mới người ta xem. Mà có khi đêm người ta xem người ta lại không. Đúng. Không bở tiếng. Đẹp lắm. Thôi. Già lắm. Nào. 4 triệu rất bình dân, rất phù hợp. Phù hợp với mọi người chơi. Đó. Ai cây y chang thì chụp khỏe. Ra chợ Vạn Phúc Hà Đông hỏi bà Vững nha. Chợ nó không có số nhà trước đâu, ra đấy hỏi ai biết. Đó. Ngày trước bà có nhiều đây, những đây. Đây. Đấy. À, rồi. Đây này. Ngoài kia cây này chỉ bao nhiêu tiền? Cây này 3,5 triệu. Còn cây y đẹp hơn cây này ở ngoài để ngoài mặt đường. 3,5 triệu. Thì còn cái cây xinh xinh ở cái cổng này. Cây xinh xinh ấy 1 triệu. 1 triệu. Cây cận thang. Cả cây lẫn cổng à. 1 triệu. Đây là cái gì đây? Barrier. Cổng mà. Barrier. Có barrier chứ. Barrier. Đấy. Đấy, người ta cứ vào. Cấm xe quá tải. Làm cái cọc bê tông đi nữa. Cấm xe quá tải. Cậu này xe này sau có nhà quê làng quê có cháy rồi. Chưa cháy nó không vào được chết. Đấy. Một cái rẻ, hạt rẻ. 1 triệu cả cây cả cổng. Cái này cũng cũ đấy. Nhìn cũng hay ho. Nhiều cây đẹp chứ chẳng cô bán liên tục. Đấy. Ra đây thì thoải mái chọn. Phù hợp với các thể loại chơi từ ít tiền đến nhiều tiền. Cây nó già như này mà gốc bẹ nó đẹp không? Đây soi tận vào đây cho họ nhìn. À, rồi soi tận vào đây. Đấy gốc đẹp lắm. Đấy, gốc đẹp, hoa đẹp, hoa tím đây. Đây những cây la hán này là mới lên mang lên. Chỉ cần cây la hán nhỏ nhỏ thì bao nhiêu tiền? Cây la hán nhỏ nhỏ có 1,5 triệu. Ừ, 1,5 triệu. Đây. Thác đổ. Còn đây cây la hán này là thân đường kính 15 mà tay to đường kính 8 phân.
toàn có cắt giật từng chi một đẹp. Trên này coi như như cây một ngọn. Vâng. Không có một tí nào. Rồi, thế cây già này, mỹ mãn gốc lại đẹp. Cây này là bao nhiêu tiền nhỉ? Cây này là cô bán 8 triệu. 8 triệu. Vì nó phải già tới mấy chục năm rồi. Để chờ đứng xong cái này đi. Đứng cây nó to nó phải đứng xa đi. Đó. 8 triệu. Mấy chục năm đây này. Vâng. Đấy, cây già đấy. À, những cây to giá đây, trị. Đây cây này đây cháu này. Giá trị này các ông nào thấy ưng ưng là cứ đây phải đây ra tận nơi mà xem. Mỹ mãn đẹp luôn. Đấy, cây đẹp, cây là cây này một đôi được. Đẹp lắm, tay thân bằng này. Gốc vệ đẹp mà tay to. Đấy, mỹ cây mãn. cây đấy thì bao nhiêu? Cây này 8 triệu. Được, cây này được. Cháu đây, một cái nhà to đôi. Cháu lấy đôi này. Đấy, cái này được, cái này làm kỹ rồi. Được. Thân trực đóng được. Hàng bonsai đầy vườn. Phải để đệ người ta. Đấy, những cây to là các ông biết thông tin là thấy ưng mắt là phi ra ngay. Tùng cối này. Tùng cối khoảng tùng này đóng tay đóng được. Được, tay đóng được. Cái mẹ mới mang lên này. Từ từ đó bạn, tiếp người ta không nhìn kịp. Đâu? Mẹ mới mang lên đi. Mẹ mới mang lên. Tiền cũng mới. Đây cháu phải chụp chính diện bên này. Được, tí là đi hết. Đang đúng đứng ở chỗ này cơ mà. Trợ quân tử. Bao nhiêu tiền cái này bà? Đây 25 triệu. 25 triệu. Già được 7-80 năm. 7-80 năm, 25 triệu. Thế phải bao nhiêu năm thì bấy nhiêu tiền? Đây, đây có cái ngã ba đây rồi. May quá, vào đây được. Đấy, đấy. Sáng này nó rét thế mà giờ lại nắng nóng nóng. Bắt đầu rét lắm rồi. Mày rét tái tê. Đấy. Cây me đẹp. Đẹp lắm. Cao độ là mấy chục năm rồi. Gần 2 mét đấy nhỉ. Đến đấy. Nhưng mà tay to gần bằng phần 3 thân. Nhiều năm tuổi. Đúng rồi. Đấy, cái này thì phải tính xa mới nhìn thấy được. 25 triệu này, cái này này. Đây. Gốc đây, vệ đây. Đây, mỹ mãn, cồn hết ngọn, không có nhát cắt. Đây, lùa lên phát tận trên ngọn đây. Đấy, chói mắt chưa? Đây, quay cả mặt bên này. Mặt nào cũng đẹp. Ôi, mặt này, mặt trời đang chiếu thẳng mặt. Không nhìn được. Đâu, nốt cái cây me này cái. Đây, nốt cây me này. Đấy. Đâu, bà vừa bảo có cây me này mới đâu. Đây. Cây me mới, cây me này mới. Đấy, cây này bao tiền? Cây này chục chưa? Tí cây nữa xe ra đi. Tiền, đây. Cây me xong siêu 20 triệu, đường kính gốc rồi trong biển. 20 triệu. Đường kính gốc là 40 này. 40, đường kính gốc 40. Hai thân xong siêu. Hai thân xong siêu, rất điệu đà nha. Đấy, được. Cây này có khi hay đấy nha, cây này hay đấy. Đẹp lắm, 25 triệu. Cây này dễ ra đi hơn trước cả cái cây mới mang lên. 20 hay 25 ạ? 20. 20 đúng không? 20 là cũng bán vậy, gọi lại tí. Đẹp mỹ mãn. Mua làm sao rồi, có mua thời ấy. Cây me đẹp. Đây. Cây me này thì nó lùn. Nhưng mà nó hoành tráng. Cao trầm rất chỉ từ 1m50 thôi. Đẹp. Đó. Từ mặt chậu lên. Cũng siêu. Quay cái vệ bên này kìa. Cái này thì nhìn nó điệu. Đấy, nó giờ cái mặt trời đang chiếu thẳng đây đâu mà. Đó. Đấy. Cây này rất nghệ thuật. Làm thời gian nữa đẹp. Đấy. Thế còn cây này, cây me này. Cây me này 15 triệu. 15 triệu. Đấy, trực tuổi. Ôi, cái chi phóng.
À, mấy hôm nay đang ốm không đi đâu được. Bà kiếm đâu được những cái chậu nó na ná này mà cũ cũ? Không có. Trồng cây dễ cho nó mát. Ngày trước thấy bà lăn lóc ở vườn giờ chả thế nào. Cũng cây gần này giá trị đặc biệt, quả chín chít. Từ để cho xong xong cái me này cái đã. Đấy, 15 triệu. Nói chung là đang có me hot. Còn những cây bình dân nhỏ nhỏ ở dưới nhiều lắm, cân thăng thiết nhiều có kể. Đấy. Đẹp lắm. Dao động có vanh quanh 1 triệu những cây như này thôi đúng không? Vâng. Thế cân này. Đấy. Thế cân này như này là bao nhiêu tiền vậy? Thế gần 3 triệu rưỡi. Này, có xanh Nam Điền này. Cái xanh ở trong ạ. Đây đây cái này này, cái to to này này, đang nhiều quả này này. Cái này tỉa đi. Làm được. Cái này làm đi. Nó không phải làm đâu. Yeah. Bao nhiêu tiền cây này? Cây 25 triệu. 5 triệu. 5 năm. Tốt quá không nhìn rõ. Không nhìn rõ. Đó. Nói chung là một cây hay. Ổn. Phù hợp với nhà có không gian rộng. Đấy, cái này bà đây này, như này có 200 nghìn. Chứ còn cây như này, cây này, cây cổ này. Cây cổ này này. Đây có 200 nghìn. 200 nghìn. Cần thăng. Bà xoay một vòng. Đấy, rồi. 200 nghìn. Đấy, rẻ. Cây kia chậu cũng thế nhỉ. Đây có 200 nghìn. Đấy, chậu còn sáng, sáng quắc. Nhiều lắm, những cái này thì nhiều lắm. Đấy. Như loại này thì nhiều vô kể, không kể xiết. Rất nhiều ở dưới này, không biết bao nhiêu. Cả vườn này có mấy nghìn cây. Đấy. Các loại. Không bao giờ mua hết được, yên tâm. Nhiều lắm. Đấy. Chứ không phải là quay những cây ấy là... Đây là những cây khế siêu quả về chỉ có 400. Đấy, 400 nghìn. Đây, đẹp mỹ mãn. Đấy, hoa kìa. Đấy. Đấy. Quảng cáo giúp bà rồi giúp anh em. Này 400 nghìn. Anh thủ giờ nghỉ chưa? Đấy, hoa này. Hoa đấy. Đấy, 400 nghìn. Rẻ mỹ mãn đẹp. Đấy, còn cây mai này thì chắc nhiều tiền rồi. Cái mai nhiều. Mai từ 4, 50 triệu. 50 triệu. Cái sông mỹ mãn thôi. Mai cổ. 4, 50 triệu. Khoảng khoảng đấy. Mẹ này 100 năm rồi. Trăm năm. Thôi đi dịch vào đây, bà này bà mở nhạc nó thu ở đây không tốt. Đây này cây như này có 500 đâu à? Đấy, hôm nay đi quay đi theo bà à, giới thiệu cái gì quay cái đấy. Binh cũng ra đây không bà? Ít. 500 nghìn. Thế còn cây to đang nhiều quả này thì bao nhiêu? Cây to nhiều quả này cây chua. Cái chua. Đấy, cái chua giờ thích lắm đấy. Cây này 7 triệu. 7 triệu. Hồn quê hương đấy. Cái chua. Quê hương là chùm cái chua đây. Nhiều tác phẩm đẹp. Nhiều người muốn tìm cái cây cái chua lắm đấy bạn. Làm bóng làm quả cũng được, mà có bonsai tốt. Đấy, khi gần. Núi đẹp như này có 200 nghìn. Đây. 200 nghìn. Ừ. Đấy, giờ dưới nó rẻ thế nhỉ. Không, nhà tôi bán vậy. Làm nó được thì bán. 200 nghìn. Đấy, sinh viên đâu nhau hết ra mà lấy chất liệu về mà sáng tác. Đây thì con cái này. Cái đề 3 triệu. Ui, 3 triệu rẻ quá. Đấy. Được cả cái chậu đẹp. Bán vô cùng thật luôn. Đó. Nhiều loài lắm. Có mà chả hơi sức đâu mà chụp được cái vườn. Thôi nhiều lắm, đi hết cả ngày. Đi hết cây cuối đầu lại quên mấy cây cuối. Nhiều quá. Cái lá hán như kia có 500. À, rồi 500. Cái bé xinh xinh. Thế còn cây cây khế gần này. Cây khế gần này bán 5 triệu. 5 triệu. 5 triệu. Đấy, gần quốc. Nhìn ra gọi là khế gần, gần quốc này. U cục gần quốc. Rồi lại thấy cây nguyệt quế to to lại cũng được mà. Hay quên chưa hỏi.
Ở đây quay nốt cây me này đi. Me này. Đây cây me này bà vừa định giới thiệu đây. Đây cái me đẹp lắm, mơ màng này. Đấy. Là bao tiền đã? Me 8 triệu bán đây này. 8 soi triệu. Tận được gốc này đẹp đẹp mỹ mãn lung linh. Ghê đấy nhỉ. Đẹp, mỹ mãn. Đây này tiện. Cái này tỉa ra nhìn thì rõ. Mình thì nhìn ở đây thì dễ nhưng mà quay lên nó khó. Đây, co lắc hay đấy nha. Co lắc dã man đấy. Gốc đẹp mịn mà. Ra. Đây, kệ đây. Khó quay lắm, lùa lên nó đang tốt mà còn nắng. Mình chịu vậy. Đây, này ra vậy. Đây, co lắc như này. Các bác ai quan tâm thì alo hoặc tới nhá, quay phim ủng hộ bà già. Đây cây nguyệt quế này này, cây nguyệt quế này một đôi mua một cây cũng bán đường kinh gốc 20. Dáng đẹp là lão mai 5 triệu một cây. Đấy, thấy chưa, chất liệu tốt đẹp to hoành tráng. Một đôi y chang đây này. Đấy, rồi. Vần chặt lắm nên để dày. Đấy. Đây, cắt giật đây. Đất ngọn lên đây rồi. Hoa thơm ngát. Còn rất nhiều cây. Đấy, có mà này đẹp. Nó đi cả ngày không hết. Đấy, quay mồi anh em đến là xong rồi đi kiểu đi du lịch cây cảnh luôn. Nhiều. Đây là quay mặt sau cây này. Đấy, mặt này cũng được. Đẹp, nhưng mà nó hơi vướng. Quên, còn cái cây túc kia thì bao nhiêu? Túc này 8 triệu. 8 triệu, đỏ chót nhỉ. Túc đẹp lắm, cả cây khôn hết tắt. Đấy. Khôn hết đẹp. 8 triệu. Kiếm được cây túc như này đâu có rễ. Đấy, lá đỏ nha. Rét rét cái lá đỏ lắm. Đẹp mỹ mãn. Rồi, bán bạn giá rất hợp lý. 8 triệu. Xong rồi bà đứng đây để cho chụp cái ảnh này làm cái hình nền. Anh em nào đến từ từ đã. Xong anh em nào đến là nhìn thấy mặt bà là biết ngay. Đấy, bà chụp cạnh cái cây đỏ chót lộc lá này là hay đấy. Xong rồi để kết thúc cái video, xong rồi anh em đến. Còn rất nhiều cây thì tham khảo tiếp. Rất nhiều lắm, quay không hết rồi. Nha.